Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Địa lý lớp 4 bài 23 ôn tập. Bài tập số 1, điền các địa danh đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các sông, sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai vào lược đồ sau. Rồi trước hết là các em phải xác định được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ. Rồi vị trí của đồng bằng Bắc Bộ thì nó thuộc khu vực này, các em chỉ cần hiểu nó ở khu vực này là được. Chúng ta không cần phải viết vào đây. Bởi vì viết vào đây thì chúng ta phải khoanh tròn khu vực. Đây là khu vực của đồng bằng Bắc Bộ. Tiếp theo là khu vực của đồng bằng Nam Bộ. Đầu tiên là sông Hồng sông Hồng. Các em biết cái dải màu đen này là là dãy Hoàng Liên Sơn. Nó nằm giữa hai con sông, phía trên là sông Hồng và phía dưới là sông Đà. Sông Hồng đây. Rồi tiếp theo là là sông Tiền và và sông Hậu. Sông Tiền sông Hậu. Đây là là sông Đồng Nai, sông Đồng Nai đây. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Hãy hoàn thành bảng sau. Đặc điểm tự nhiên đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ. Đặc điểm về địa hình đồng bằng Bắc Bộ thì có dạng hình tam giác và là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta, bề mặt tương đối bằng phẳng. Đồng bằng Nam Bộ lớn nhất nước ta. Phần Tây Nam đồng bằng có nhiều vùng trũng ngập nước. tiếp theo em sang đặc điểm về sông ngòi đồng bằng bắc bộ có nhiều sông ngòi ven các sông thì có đê ngăn lũ lớn nhất là sông sông hồng và và sông Thái bình đồng bằng nam bộ mạng lưới sông ngòi canh rạch chằng chịt quan trọng nhất là sông sông tiền và sông hậu đặc điểm tự nhiên về đất đai đồng bằng bắc bộ có đất phù xe do sông bồi đắp. Đồng bằng Nam Bộ có đất phù sa màu mỡ, ngoài ra có đất phèn, đất mặn với diện tích diện tích lớn. Rồi tiếp theo là đặc điểm tự nhiên về khí hậu. Đồng bằng Bắc Bộ thì khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Đồng bằng Nam Bộ có khí hậu nóng ẩm, có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, gạch bỏ khung chữ có nội dung không đúng. Khung chữ thứ nhất là đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta, đúng hay sai? Rồi ở đây các em biết là vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thủy sản ở đồng bằng nam bộ đây là vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất cả nước thủy sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá tôm như vậy là khung chữ này là đúng thành phố có số dân lớn nhất là hà nội ở đây thành phố có số dân lớn nhất là thành phố hồ chí minh chứ không phải là hà nội như vậy là khung chữ này là sai đồng bằng nam bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta đúng hay sai Để em biết là đồng bằng nam bộ là nơi có công nghiệp phát triển nhất nước ta những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai thác dầu khí chế biến lương thực thực phẩm hóa chất cơ khí điện tử dệt may như vậy đồng bằng nam bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta là đúng vì có đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào nên đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất. Đúng hay sai? Rồi ở đây các em biết là nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động cho nên đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo trái cây thủy sản lớn nhất cả nước. chứ không phải là không phải là đồng bằng, không phải là đồng bằng Bắc Bộ. Như vậy ô chữ này là sai. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. Đúng hay sai? Ở đây các em biết là thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Như vậy, ô chữ này là đúng. Cần Thơ là trung tâm kinh tế văn hóa khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long đúng hay sai? Rồi các em biết là thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu, ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, nhờ có vị trí địa lý thuận lợi Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng. Đây là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông thủy sản của Đồng Bằng, sông Cửu Long để chế biến và, và xuất khẩu. Như vậy, ô chữ này cũng là đúng. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.